Thần tài chỉ thẳng mặt, năm con giáp trúng số cực mạnh, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu to, đúng 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nó sẽ rơi vào ngày mùng 10 tháng Giêng đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn, tức là ngày 19 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 dương lịch. Đã từng khổ tận cam lai, nhưng mà chỉ cần bước sang 3 ngày tới thì những con giáp này sẽ thoát nghèo, thoát khổ, cuộc đời bước sang một cái trang mới, giàu có, thịnh vượng, không ai sánh bằng. Đây là những con giáp hiền lành, chăm chỉ, lại chịu khó nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cần cù siêng năng, yêu đời, thương người, hay ra tay giúp đỡ những người xung quanh. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, các bạn vẫn chưa thực sự may mắn trong cuộc sống. Thế nhưng, các bạn hãy an tâm, chỉ cần các bạn sống tốt, trời xanh sẽ tự khắc an bài. Và đặc biệt trong 3 ngày tới đây, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mọi khó khăn, mọi dông bão sẽ đi qua, thay vào đó là những cái cơ hội làm giàu, đổi đời, trúng số, cực đậm. Sẽ có quý nhân soi đường chỉ lối, dẫn dắt các bạn đi đến thành công. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới thì chúng ta con giáp may mắn đầu tiên không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới những người tuổi Tý được thiên ấn nó trợ lực, nó giúp đỡ, nên là những người tuổi Tý có cái phong thái làm việc khá là chững chạc, bình ổn. Các bạn cũng là người quyết đoán và hơi khó tính trong công việc, miệng nói tay làm, nên là lãnh đạo không thể chê trách các bạn vào đâu được. Và hôm nay là một cái ngày tốt phù hợp cho các bạn gì là những công việc như kinh doanh, buôn bán, giao tiếp hoặc là gì, những người làm dịch vụ ấy, sẽ cực kỳ là hanh thông thuận lợi trong cái vận trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên là những người tuổi Tý tiền bạc cũng sẽ khá là rủng rỉnh, công việc thì hanh thông thuận lợi. Các bạn cũng nên là gì cân nhắc thật kỹ khi mà đưa ra quyết định quan trọng liên quan tiền bạc, tránh nghe theo lời dụ dỗ nói xấu của những người khác. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên tham khảo những người có kinh nghiệm để vận trình nó được tốt lành hơn. Thưa quý vị, về mặt sự nghiệp của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng có rất nhiều cái điểm sáng đó. Thời gian sau Tết này thì dù vẫn còn những cái thách thức, nhưng mà cũng không ít những cái cơ hội nó xuất hiện với những người tuổi Tý trong thời gian này. Các bạn đôi khi cũng cần phải cố gắng nỗ lực điều chỉnh cái tâm lý của mình, dần dần thích ứng với cái nhịp điệu thay đổi của cái năm mới. Cơ hội nó đến thì không ít, nhưng mà có nắm bắt được hay không và phát huy tới đâu lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách ứng xử của những người tuổi Tý. Chỉ cần các bạn tập trung phát triển cái lợi thế của bản thân và có cái tính toán một cách kỹ lưỡng, chắc chắn các bạn sẽ đạt được không ít những thành tựu trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tý trong cái 3 ngày tới này, thứ hai, thứ ba, thứ tư này thì nói chung ấy cũng có nhiều cái tín hiệu tích cực nhờ hàng loạt các cát tinh nó chiếu mệnh. Cái việc kiếm tiền sẽ suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn, cũng được sự giúp đỡ, nên là ăn nên làm ra, có lợi, có lời, có lãi. Dù vậy, các bạn vẫn nên chú ý đến cái tâm trạng thất thường của mình. Đừng vì những cái chuyện vặt vãnh mà quý vị nóng nảy một cách bất thường hay là cáu gắt, kẻ lại phá hỏng những cái mối hợp tác đang có lợi. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải chú ý đến cái giao tiếp với mọi người xung quanh, tránh những cái mâu thuẫn, những cái xung đột không cần thiết do những cái hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh đó, cái mặt tình cảm của những người tuổi Tý trong thời gian này thì nói chung ấy, quan hệ giữa người ấy với bạn bè hoặc là với mọi người rất là gì tốt đẹp. Do đó thì các bạn cũng nên chú ý đấy, để là gì, để mọi người sẽ được hòa hợp hơn. Trong thời gian này thì những người tuổi Tý, những người độc thân ấy cũng sẽ gì có một cái vận trình nhân duyên tốt, chỉ cần các bạn mở lòng mình ra là sẽ có những cái cơ hội nó đến với mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái vận trình tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới. Xin được chúc mừng một lần nữa với những người tuổi Tý. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Kính thưa quý vị, nhiều khả năng ấy, trong thời gian sắp tới những người tuổi Sửu sẽ được
cấp trên tin tưởng và giao phó cho những cái nhiệm vụ quan trọng. Con giáp này là người có năng lực khá là tốt. Vì thế nên là các bạn đừng có tự so sánh bản thân mình với người khác rồi suy nghĩ linh tinh, tiêu cực. Quý vị hãy để cho bản thân mình được thể hiện và động não nhiều hơn, chắc chắn các bạn sẽ có những cái thành quả vượt bậc trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng gì đi lên. Đấy, khi mà được gì nhiều cái tài tinh nó soi chiếu, đương số có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ vào cái công việc ngoài luồng. Bên cạnh đó, trong những cái lúc mà nguy nan ấy, thì các bạn lại được quý nhân giúp đỡ, vô tình cứu bạn tránh được những cái phen nguy hiểm liên quan đến tiền bạc. Thưa quý vị, nói chung ấy, khi bước sang một cái năm mới trong cái tuần làm việc đợt thứ hai này ấy, đúng không ạ, thì nhờ có được cái cục diện ngũ hành tương sinh, lại có thêm nhiều cái tài tinh nữa chiếu mệnh, nên là tiền bạc của những người tuổi Sửu khá là rủng rỉnh. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an thì lại đắc bình an. Đấy. Mọi sự khởi động thì thuận lợi, lại khởi sự thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đúng như ý của những người tuổi Sửu mong muốn. Về mặt công việc thì nhìn chung này cũng khá là tốt. Những kế hoạch đặt ra thì đều đạt được những cái kết quả nhất định. Khó khăn cũng sẽ có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới là một cái thời điểm mà quý vị có cái dấu hiệu dịch chuyển hoặc là thay đổi cái môi trường làm việc. Cơ hội và cái thách thức nó song hành, quý vị hãy luôn chuẩn bị cái tâm lý để sẵn sàng mà chiến đấu. Thêm nữa, cái mặt tình duyên trong thời gian này cũng không được ổn định cho lắm. Nó ảnh hưởng của cục diện là gì, ngũ hành nó xung khắc. Đôi khi ấy, những người tuổi Sửu có phần khá là bảo thủ và hơi khó chiều, nên là nhiều lúc ấy, hay xảy ra những chuyện cãi vã xung đột với mọi người xung quanh trong gia đình. Những người mà đang có ý định quay lại với người yêu cũ trong thời gian này thì cũng gì khó thành, vì tình cảm đôi bên thì vẫn còn nhiều cái khúc mắc, chưa được nhiều cái tài tinh nó chiếu mệnh. Vì thế, để tăng cường cái vận trình nhân duyên, mang lại cái may mắn, mang lại tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới là cái thời điểm mà những người tuổi Mùi ấy may mắn hơn cái thời gian trước đó. Bên cạnh được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh thì lại được cục diện tam hợp nó chỉ đường dẫn lối. Các bạn sẽ thông thái và nhanh nhẩu trong công việc khi mà giải quyết những khủng hoảng, những khó khăn ở nơi làm việc của mình. Con giáp này nói chung là cũng sẽ được trao cho nhiều cái cơ hội được làm việc với những người giàu kinh nghiệm. Hứa hẹn các bạn sẽ tích lũy, học hỏi được thêm nhiều cái điều bổ ích. Thêm nữa, cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng được có nhiều cái điểm sáng nhờ có sự xuất hiện của gì? Của tài tinh nó chiếu mệnh. Những người tuổi Mùi là những người chăm chỉ. Đấy. Nếu mà chăm chỉ làm ăn ấy, thì thu nhập của các bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể, xứng đáng với những cái nỗ lực, những cái công sức mà các bạn bỏ ra. Các bạn cũng gì? Tỉnh đoàn sẽ tránh được nhiều cái mánh khóe lừa đảo hàng ngày. Buôn bán thì cũng khôn khéo, không để kẻ gian qua mặt mình. Thêm nữa, trong thời gian này công việc của những người tuổi Mùi ấy, thì nhờ có đầu óc tỉnh táo minh mẫn nên là các bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và khiến cho lãnh đạo hài lòng. Nói chung ấy, trong cái thời gian năm mới nó mở ra, nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức cho những người tuổi Mùi, các bạn hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào những cái vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với cái năng lực của mình. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn lao thì cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng, bởi các bạn vẫn cần phải nỗ lực cố gắng mỗi ngày. Do công việc nó thuận lợi nên là cái phương diện tài lộc của những người tuổi Mùi ấy, cũng có nhiều cái dấu hiệu cải thiện. Dù làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì những người tuổi Mùi cũng có cái túi tiền rủng rỉnh trong cái 3 ngày tới đây. Những người làm công ăn lương thì sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, hoa hồng, thậm chí có người còn được thăng chức tăng lương, nên là tiền lương nó cũng tăng theo. Với những người làm kinh tế, với những người buôn bán kinh doanh ấy, thì các bạn sẽ ký kết được nhiều cái hợp đồng béo bở, đưa ra những cái quyết sách đúng đắn, đem về một cái khoản lợi nhuận khổng lồ cho tập thể. Thêm nữa, về mặt tình cảm thì các cặp đôi có một buổi hẹn hò lãng mạn, cái mối quan hệ giữa hai người thì được thêm hâm nóng trong 3 ngày tới đây. Nói chung ấy, những người nữ mệnh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, khéo léo, giỏi giang. Nhiều lúc không có chồng con bên cạnh nhưng mà vẫn lo toan được mọi thứ. Nên là gì?
người chồng có thể yên tâm ở công tác. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, những người tuổi Mùi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, tăng cường cái vận trình nhân duyên, tăng cường cái hòa hợp trong gia đạo. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại trong công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Mùi. Vậy nên quý vị hãy thỉnh một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để đầu xuân được may mắn, bình an, tài lộc nó sẽ ùn ùn kéo đến trong năm 2024. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, công việc trong cái tuần mới của những người tuổi Thân ấy, nói chung ấy, cũng được thuận lợi như ý nhờ có gì? Cái quan tinh nó chiếu mệnh. Những người xin việc hay là những người làm giấy tờ học hành ấy, ngoại giao thì đều được thuận lợi hơn cái mong đợi. Nói chung trong thời gian này thì nó tốt cho những việc quan trọng đấy, liên quan đến việc là tiền bạc, giấy tờ chức quyền đấy. Lại thêm được gì? Được quý nhân soi đường chỉ lối. Vậy nên là sẽ giúp cho những người tuổi Thân gặp được đúng người cần gặp, kiếm được một cái khoản tiền lợi nhuận đáng kể nhờ làm được cái công việc của mình. Các bạn có đủ khả năng để chi trả cho cái nhu cầu cá nhân mà không bị áp lực kinh tế nó đè nén. Bên cạnh đó, cái vận trình công việc của những người tuổi Thân trong thời gian này thì hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn lao hơn nữa. Kết giao được với nhiều bằng hữu tốt, làm công việc gì cũng được thuận lợi, suôn sẻ và hanh thông. Nói chung ý, trong 3 ngày tới đây, những người tuổi Thân thậm chí còn được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội làm việc vô cùng đáng quý. Những người đi theo con đường công danh thì cũng dần dần khẳng định được cái vị thế của mình. Trong khi đó, những người còn trẻ tuổi thì tìm ra được cái con đường thích hợp để phát triển bản thân, luôn hăng hái khi mà thực hiện cái nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, sẽ khó tránh khỏi những cái khó khăn, những cái thách thức, nhưng mà cuối cùng ấy, những người tuổi Thân vẫn đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Do là công việc nó thuận lợi, hanh thông, nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân ấy cũng được gia tăng mạnh mẽ trong 3 ngày tới đây. Những cái thành tích tốt cho công việc sẽ giúp cho các bạn thu hoạch được những khoản hoa hồng, những khoản thưởng nóng không hề nhỏ. Thì đây là cái thời điểm thích hợp để quý vị ký kết hợp đồng, mở rộng cái quy mô kinh doanh. Dù vất vả hơn một chút, nhưng các bạn sẽ thu được những khoản lời lãi xứng đáng. Đáng mừng hơn nữa, một vài người còn phát tài bất ngờ nhờ vào được cái trúng số đổi đời. Đấy, khiến cho tiền bạc được dùng dình hơn, có thể làm những cái việc mà mình yêu thích. Tiếc rằng công danh sự nghiệp thì thuận lợi, nhưng mà cái vận trình tình duyên của những người tuổi Thân lại không được suôn sẻ cho lắm, do là bị ngũ hành nó xung khắc. Các bạn sẽ bị khó chịu với những lời bàn tán của những người xung quanh về mình. Vì có phần hơi nóng tính nên là gì? Quý vị sẽ dễ mệt mỏi, dễ cáu gắt và nặng lời với những người thân, với bạn bè. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân ấy là những người đôi khi cũng khá bảo thủ trong chuyện tình cảm, và họ thường là không nghe bất cứ ai. Vì vậy mà cái chuyện, cái các mối quan hệ nó cũng trở nên bế tắc và khó chịu hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, nói chung trong 3 ngày tới thì những người tuổi Tuất, cái vận trình công việc nó thuận lợi, hanh thông nhờ có quan tinh, tài tinh nó giúp đỡ. Các bạn có thể gặt hái được nhiều cái thành tựu khiến cho người khác phải kinh ngạc. Thưa quý vị, trong cuộc sống này thì mọi thứ nó không hề dễ dàng. Mọi việc, mọi cái thành quả thì nó cũng đều có cái giá của nó. Và cái thành công nó cũng vậy. Cũng phải nhờ không ít những cái công sức mà những người tuổi Tuất mới gặt hái được cái may mắn trong 3 ngày tới đây. Bên cạnh đó, lại được tài tinh nó chiếu mệnh, lại được cái số lộc lá trời cho,
Nên là những người tuổi Tuất có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, hoặc là được người khác thì mang lại cho những cơ hội kiếm thêm một khoản tiền bội thu. Đó. À, thêm nữa, trong thời gian này khách hàng tiềm năng cũng sẽ xuất hiện. Những người tuổi Tuất ấy thì cũng sẽ may mắn hơn hẳn trong việc buôn bán kinh doanh. Hàng bán ra thì nhập về tới đâu bán hết đó, đắt hàng như tôm tươi trong những ngày đầu xuân. Bản mệnh thường có những cái quyết định sáng suốt liên quan đến tài chính trong cái ngày hôm nay. Đó là cái lý do mà không ít những người tuổi Tuất thì có tiền bạc rủng rỉnh, các nguồn thu ấy thì cũng lần lượt đổ về trong 3 ngày tới. Kết quả này thì hoàn toàn xứng đáng cho những cái vất vả, những cái khổ cực mà những người tuổi Tuất đã bỏ ra trong suốt thời gian trước đó. Những người tuổi Tuất không ngại khó, không ngại khổ, gia tăng từ cái nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau. Nên là trong thời gian này thì cũng được gì? Tiền bạc cũng khá là bội thu. Nhất là những ai mà duy trì được cái lối sống tiết kiệm ấy trong một khoảng thời gian dài thì lúc này có thể gì? Tự mua cho mình những món quà để tự thưởng cho bản thân. Có thể là sắm nhà tậu xe, đúng không ạ? Và có nhiều cái khoản thu nhập bất ngờ ập đến. Lại thêm gì? Có tài tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên những người làm ăn kinh doanh ấy thì lại có nhiều cái cơ hội để phát tài, đạt được cái thành công khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải là cái thành công sau một đêm, mà nó là kết quả của sự phấn đấu của những người tuổi Tuất trong thời gian vừa qua. Thì ngoài ra ấy, thời gian này các bạn cũng có thể gì dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cái điều này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái tài sản của các bạn, mà nó lại có các tác dụng nhân đôi nhân ba cái điểm vui lên. Thêm nữa, trong chuyện tình cảm thì bạn và nửa kia của mình ấy khá là tâm đầu ý hợp. Có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn, nhiều người cảm thấy là hạnh phúc vì được mọi người xung quanh quan tâm và dành cái tình cảm tốt đẹp cho mình. Đó là những người tuổi Tuất. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, trong cái ngày từ mùng 10 tháng Giêng đến ngày 12 tháng Giêng thì những người tuổi Hợi được chính ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nó nên là nó giúp cho khí chất, cái vận khí, cái vận may của những người tuổi Hợi được tăng lên. Các bạn có nhiều cơ hội để thể hiện cái năng lực của bản thân. Với những người mới đi làm thì do khả năng thích ứng của các bạn là tốt nên là các bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao. Thêm nữa, lại được tài tinh, được cục diện tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ trong 3 ngày tới. Vậy nên là nó cho thấy là những người tuổi Hợi cũng có lộc, có số ăn lộc trong ngày hôm nay trong chuyện tiền bạc cũng như là công danh sự nghiệp. Nói chung ấy, trong cái thời điểm này thì quý vị cũng nên là gì, mở rộng cái mối quan hệ của mình. Đấy. Và các bạn sẽ ký kết được một cái hợp đồng lớn hay là gì, làm được những cái điều có ý nghĩa khiến cho cái số tiền nó được nhân lên gấp nhiều lần. Nói chung là những người tuổi Hợi mà đang ở nước ngoài hoặc đi làm ăn xa quê thì có số được hưởng do được quý nhân tương trợ giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên là cái may mắn nó cũng sẽ được kéo theo. Bên cạnh đó, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây ấy, thì cái dấu hiệu tài lộc nó gì được khởi sắc rõ rệt. Nhất là những ai mà làm ăn ấy, buôn bán kinh doanh ấy, thì lại thu hút được cái dòng tiền về nó ổn định hơn. Những người làm ăn kinh doanh thì còn biết tận dụng cái ưu thế của mình, chiếm được cái lòng tin của bạn hàng nên là cũng không cần phải dùng nhiều vốn mà vẫn có thể là gì luân chuyển hàng hóa đều đặn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không được chủ quan khi mà cái tháng này những người tuổi Hợi lại chịu ảnh hưởng của một số cái hung tinh, nên là khi mà tiền bạc thì quý vị cũng nên cẩn thận nhé. Cái số tiền tiêu ra ấy, đôi khi cũng khá nhiều, nhất là trong khoản chi phí nhưng cho những cái đồ vật có giá trị lớn. Nếu mà không có kế hoạch từ sớm thì các bạn cũng sẽ khá là căng thẳng. Các bạn nên nhớ rằng được nhiều nhưng mà tiêu cũng quá nhiều, nó cũng không tốt cho cái sức khỏe tài chính của các bạn. Các bạn nói chung là cũng cần phải có một cái kế hoạch cụ thể cho tương lai. Đấy. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Hợi ấy, thì cũng sẽ gì trải qua nhiều thử thách và đã hiểu được cái đối phương. Vì thế mà gì những người tuổi Hợi có nhiều cái thời gian để dành cho gia đình. Các bạn cũng sẽ nhận được cái niềm vui từ con cái, từ cha mẹ. Và các mối quan hệ trong thời gian này nó cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân
Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 10 tháng Giêng đến ngày 12 tháng Giêng. Và trong 3 ngày tới, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội đổi đời giàu có, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tý, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Tuất và 6 là tuổi Hợi. Đây là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe trong cái dịp đầu năm mới 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.